Top những thứ iPhone không làm được nhưng Android thì làm được. Top 1. Biến điện thoại trở thành máy tính chỉ với một cọng cáp. Ảo thật đấy. Thậm chí có thể kết nối cả chuột và bàn phím và sử dụng như một chiếc máy tính thực thụ. Xem video 4K, chất lượng giao diện y như đang dùng trên máy tính. Không chỉ giải trí mà còn có thể sử dụng để làm việc được luôn. Bàn phím hỗ trợ tiếng Việt cực chuẩn nha. Hôm nay mình đang làm một điều mà iOS không làm được. Lêu lêu. Biến smartphone thành máy tính chỉ với một cọng cáp. Ngoài Samsung Galaxy thì một số máy đến từ Huawei cũng có tính năng tương tự. Vậy thì còn cái tính năng gì cực kỳ xịn Android làm được và iPhone không làm được? Anh em comment bên dưới nhá. Tính năng gì hay thì mình sẽ cho anh em lên TV.